Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Thì mình cũng đã lên được một số trận cho anh em rồi. Đấy, trận giữa Maroc gặp Croatia, đấy, Đức, Nhật Bản. Thì trận tiếp theo mình muốn lên cho anh em, đó là trận đấu giữa Tây Ban Nha gặp Costa Rica, anh em nhé. Thì ở cái trận đấu này, chúng ta có thể quan sát cái đội hình dự kiến của hai đội. Thì bên phía Tây Ban Nha anh em cũng biết rồi đấy, cái giá trị đội hình của Tây Ban Nha hiện tại đang gần 1 tỷ bảng cơ, nên Costa Rica với chỉ có 18,75 triệu bảng thì mình nghĩ là nó rất là khó để so sánh. Nhưng anh em nhá, nhưng Argentina hôm qua đấy, với giá trị đội của đội bóng, giá trị chuyển nhượng các cầu thủ trong đội bóng nó rơi vào khoảng hơn 600 triệu bảng, nhưng cuối cùng để thua này đấy, anh em biết rồi đấy, thua Ả Rập Xê Út đấy. Mình sẽ xem Ả Rập Xê Út nó cũng chỉ có 25,20 triệu bảng thôi anh em nhé, đấy là để thua. Thì đúng là trong bóng đá không có gì là không thể xảy ra, đúng không anh em? Mình kỳ vọng vào con hàng Argentina bao nhiêu và kỳ vọng vào Messi bao nhiêu thì cái trận hôm qua đã là mình thất vọng bấy nhiêu. Thì đây anh em có thể quan sát các cầu thủ của Tây Ban Nha cũng như là của Costa Rica. Thì Tây Ban Nha tất nhiên rồi sẽ có những cái cầu thủ cực kỳ chất lượng đang thi đấu tại châu Âu anh em nhé. Ở cái bảng E này thì mình đã nói từ trận Đức gặp Nhật Bản trước đó rồi, sẽ là cuộc cạnh tranh ngôi vị đầu bảng của Tây Ban Nha và Đức. Đương nhiên Đức cũng là một đội bóng rất là mạnh anh em nhé, và họ có cơ hội làm được điều đó, có cái tiền đề để làm được điều đó. Thì cái đội hình của Tây Ban Nha đang đá theo đội hình này là 4-3-3. Thì đá cao nhất trên hàng công của họ có Torres này. Torres thì anh em biết rồi, đang đá cho Villarreal. Đấy, con hàng số 7 Morata. Morata này thì đang đá cho Atletico Madrid đấy. Và tiếp theo là con hàng Ansu Fati. Con hàng Ansu Fati này thì anh em để mình nhớ lại một chút xem nó đang đá cho đội tuyển nào. Nhìn cái tên rất là quen mà không nhớ được. Hình như là đá, đúng rồi, đá cho Barcelona anh em ạ. Đấy, Fabri, hậu công đằng sau, tiền vệ đằng sau thì Fabri đang đá cho câu lạc bộ Barcelona luôn. Đấy, phía cánh trái của Tây Ban Nha đang có một sự kết hợp giữa hai con hàng 25, 26 này đều đang đá cho Barcelona anh em nhé. Thì mình nghĩ cánh trái của Tây Ban Nha hôm nay rất là mạnh, trận này sẽ lắm góc. Còn bên phía cánh phải Torres, mình vừa nói với anh em rồi đấy, đang đá cho câu lạc bộ Villarreal. Còn là con hàng số 9 Gavi này thì đang đá cho Barcelona luôn, cũng nghĩa là hai cánh của Tây Ban Nha đang cực kỳ mạnh. Số 20 này, con hàng này là gì? Cavazan này, hậu vệ Cavazan, để mình nhớ xem. Rồi, còn ở phía tiền vệ trung tâm thì chúng ta có hàng Bút Quét. Bút Quét này thì hiện tại đang đá cho câu lạc bộ, tên Bút Quét này cực kỳ quen luôn, mà thật sự là đôi khi mà nói luôn ra thì không thể nhớ được nó là của thằng nào anh em ạ. Nó làm nhiều trận của đấy, ông này là đeo băng đội trưởng luôn này. Bút Quét hình như cũng đang đá cho Barcelona hay sao anh em ạ. Đấy, đeo băng đội trưởng luôn, số 5. Bút Quét thì cái khu vực giữa sân điều phối bóng này của bên phía Tây Ban Nha đang cực kỳ mạnh anh em nhé. Và mình sẽ xoay xem cái hàng hậu vệ của họ. À, thủ môn của họ thì con hàng hôm nay con hàng Simon này sẽ thay thế à? Tại vì bình thường nếu mà theo đúng thì thường thường thì sẽ là Sanchez bắt đấy, cả một là
đá cho Brighton hôm nay, đá cho Brighton. Con hàng Unai này thì mình cũng chưa nhìn thấy, Simon này mình cũng chưa nhìn thấy lần nào. À, tắc mũi quá anh em ạ. Thì để mình em lên trên mình gõ xem thủ môn con hàng này là đang đá cho đội tuyển nào anh em nhé. Thì con hàng này đang bắt cho câu lạc bộ Athletic Bilbao anh em nhé. Một sự thay thế cho con hàng Sanchez đang bắt cho Brighton. Còn bên phía Costa Rica đây, với cái giá trị chuyển nhượng của họ không quá cao và nó chỉ rơi vào tầm khoảng mấy chục triệu bảng thôi, thì họ chỉ có một thủ thành đấy, thủ thành Navas, Keylor Navas đấy, là một cái niềm tin cho họ ở trong phía khung thành. Đấy, hiện tại đang bắt cho PSG anh em nhé. Còn một số con hàng nữa thì mình nhìn những cái tên nó khá là lạ lẫm đấy. Đá cao nhất trên hàng công của họ là Anthony Contreras. Con hàng này thì chắc chỉ đá ở trong mấy giải quốc nội thôi, mình cũng không rõ lắm. Còn đội trưởng của họ sẽ là Brian Rui. Con hàng mình sẽ chỉ cho anh em. Đừng nói là đội trưởng đã không ra sân ở trận đầu nhá. Thì mình cũng chưa nhìn thấy cái tên đội trưởng ở đây anh em ạ. Các con hàng còn thiếu thì mình sẽ xem. Thì bên phía của Tây Ban Nha sẽ thiếu cho một con hàng. Mình sẽ tìm ra trong này cho anh em. Tại vì mình cũng không biết đọc tên nó là gì anh em ạ. Thật sự là những cái tên Tây Ban Nha này thì nó cực kỳ khó đọc luôn. Có Coke này. Đây, Simon hôm nay sẽ bắt thay thế cho Sanchez anh em nhé. Bình thường thì sẽ là Robert Sanchez sẽ bắt cho Tây Ban Nha, nhưng hôm nay thì sẽ là Simon. Joseph, con hàng đấy đâu rồi nhỉ? Thì sẽ thiếu trong trận này, nói chung là cũng là không phải là một con hàng quan trọng đâu. Anh em cũng có thể bỏ qua được. Đấy. Ok, thì đợt đối đầu gần đây thì sao? Cũng không cần nhắc đến quá nhiều đâu anh em ạ. Hai đội đang có rất là nhiều các chiến thắng. Trận gần nhất là thắng Jordan này. Mình sẽ xem góc và thẻ như thế nào. Mình nghĩ là cái trận này nó sẽ tương tự. Cực kỳ ít góc anh em nhé. Nó ít góc thế ở trời. Cả trận được 4 quả góc chia đều cho hai đội. Đấy, trận này nhìn còn lắm góc này. 10 góc này. 19 góc luôn này. Hôm qua mình nhồi cái tài góc 19 anh em ạ. Cuối cùng vẫn ăn. Mấy anh em bảo mình bảo mấy anh em trong nhóm là mình nhồi tài góc 19. Không anh em nào được theo. Hay không anh em nào dám theo thật. Không biết có hôm nào ấy ngấm ngầm theo mình không. Thì hôm qua cũng húp. Thằng Tây Ban Nha đã thất thường thế hả rời. Ok, với những cái thông số như vậy, dưới 4,5 thẻ này, mình sẽ dịch sang cả hai đội đều đá khá là hiền này. Ghi điểm đầu tiên Tây Ban Nha, ok. Thì đây, trong này cũng sẽ có cái kèo ghi điểm đầu tiên anh em nhé. Anh em cũng có thể vào cái mã kèo đấy. Đâu rồi, sao lại lắm thế này. Maroc đang đá nên là rất là lắm anh em ạ. Cái trận đấy mình không thích lắm, mình không xem. Góc và thẻ sẽ là cái mã kèo đầu tiên mình chốt cho anh em. Gấp 5 góc thì thôi nghỉ. Chắc chắn là Costa Rica trận này sẽ không có góc đâu anh em ạ. Thì anh em cứ đi tạm cho mình cái tài góc này đã anh em nhé. Anh em hoàn toàn có thể đi cái tài góc 10 nếu muốn có cái tiền ăn cao hơn. Ok, thì tiếp theo về mã kèo chấp, anh em nên bình tĩnh. Nếu mà đi cái mã kèo chấp này thì anh em nên bình tĩnh anh em nhé. Hiệp 1 chấp 0.5 ăn hơi thấp.
chấp 0.75 cũng là một cái lựa chọn hợp lý cho anh em có thể đầu tư. Mình nghĩ là hiệp 1 sẽ có bàn thắng, ít nhất là một bàn cho Tây Ban Nha để anh em có thể có một chút vốn đi đẩy tiếp vào cái mã kèo sau anh em nhé. Ở hiệp 2, tài xỉu trận này thì mình đang thiên hướng nghiêng về tài, nhưng mà hiện tại thì cái kèo chấp của Tây Ban Nha này đang cao quá, nên là anh em cứ bình tĩnh, mình sẽ chốt lại cái kèo này. Mình thì đang thiên về cái tài anh em nhé. Anh em hoàn toàn có thể suy nghĩ đến cái tài 3 này. Chấp góc thì hiện tại đang rất là cao. Anh em có thể đây, Tây Ban Nha phạt góc thứ nhất. Anh em đánh ăn thấp lắm anh em ạ. Thôi, đánh làm cái gì? Ăn thấp như này thì chúng ta không nên đánh. Hiệp 1 chấp bao nhiêu góc? Hiệp 1 chấp 2.5 góc luôn. Thì anh em cũng có thể nghĩ đến cái kèo góc hiệp 1 này cho Tây Ban Nha anh em nhé. Thằng Maroc, thằng Costa Rica không có góc đâu. Đấy, và có thể đi cái kèo tài góc 4.5 này. Đấy, thẻ phạt thì chắc chắn rồi. Anh em hãy đánh thẻ phạt cho Costa Rica đi. Ở cái trận đầu tiên này đang chấp 1. Chấp 1 toàn trận. Hiệp 1 chấp mấy? Hiệp 1 chấp 0.5 à 0.25. Đi anh em ạ. Và có thể suy nghĩ đến cái tài 3.5 hiệp ở tài 3.5 ở cả trận này. Ok, thì đấy là tất cả những cái mã kèo mình muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái video này. Đấy, mình sẽ ra và zoom cho anh em thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.